Hôm nay hai vợ chồng mình sẽ nấu con cá siêu to khổng lồ vào cái chảo mới. Con cá 14 cân. Cá 14 cân. Cá siêu to khổng lồ. Chảo nhà mình chảo siêu to khổng lồ này. Để xuống. Chảo này. Chảo này em làm vào đây anh dán vàng em luôn. Để đi kiếm củi ấy. Kê kiềng. Con cá siêu to khổng lồ. Bà ơi. Ông giờ ông treo kiểu này thì đun kiểu gì? Tôi không làm cho bà được một cái bếp đẹp mê hồn nhá. Treo chảo cao thế này thì đun thế nào được? Đây. Cái này vẫn cao. Được rồi, bà yên tâm. Tôi sẽ làm cho bà thật chút, thật hoàn hảo nha. Đúng là đàn bà, các bà chi là đàn bà đấy, không thể là đàn ông được. Cao này không được kiểu gì? Bao giờ lửa mới đến nơi? Bà yên tâm. Đấy. Đây là một cái kiềng hoành tráng. Đấy. Bà bỏ ngay món gạch kia cho tôi. Nắc lư này thì đun kiểu gì? Bà yên tâm. Bỏ gạch đi em, cho củi về đây. Đây chúng ta sẽ làm một cái gọi là làm món cá rô phi loại 15 kg. Hôm nay mình sẽ đãi bà hàng xóm thông gia của tương lai một đặc sản món cá rô phi chiên giòn ăn cả xương. Cho bà lại ăn cả xương luôn, cho bà lại về nhà. Cá chiên giòn rô phi chiên giòn nói đã thèm rồi, chán thế nhỉ. Tết đến nơi rồi, năm nay thất nghiệp khó khăn quá. Ai ôi, tí nữa gì rách quần. À, em ơi, em ơi, em cho vào đi, cho củi vào nò đi, cho nóng nò. Mai kia ra riêng, anh khắc cho em về thành phố Hà Nội học cái nghề nhá, để cho mình đỡ khổ nhá. Suốt ngày ở lơi khí hoa của gái chẳng được. Khổ quá thôi. Có tiền chẳng biết làm gì. Em nấu kiểu này á, khác gì này em vui mũi. Em mà nấu kiểu này này, thế nên nó mới là sạch này. Ông nấu kiểu gì đây? Như chó mèo. Mà đấy, âm thanh vui không? Rồi, riêng quả chảo này nha, một ngày đó nha, chỉ cần bà láo với tôi nha, cho bà ngồi gọn trong chảo luôn nha. Thời buổi khó khăn, thông gia đến mà chỉ có con cá rô phi để tiếp đãi khách. Chết rồi, bếp tắt mất rồi. Tôi nói với bà ấy, một con cá hơn chục cân này, con cá rô phi hơn chục cân luôn. Cái con cá đấy ông mà dán là cả làng ăn không hết. Con cá rô phi này hơn chục cân đấy bà nhá. Bà thông gia này số lại hên quá, hên.
rất hên. Hôm nay có khách chứ nè, gia đình mình có tí chất tanh. Đấy củi mệt đau đẻ mà cái cơm mụ vợ kia nó cứ ngồi trong bếp. Bà cho củi vào cho anh, bà ơi, cho củi vào cho anh đi bà ơi. Hôm nay vợ mình sinh thế chứ nè. Hôm nay tiếp đón bà thông gia phải sinh. À để anh đi kiếm đôi đũa. Ê giờ đũa này là một cái đũa cái. Rồi nó đũa này nếu mà rán cá vô tư không no đến vòng tay. Ôi giời. Dừng đũa này vô tư nhá. Những đũa này vô tư. Đấy. Đũa này vô tư. Này được cảnh cây trúc rất đẹp nhá. Đổ dầu vào đi em. Đũa. Đưa đũa cả. Cho dầu vào đi. Ui dồi ôi, còn tần này dầu cơ. Mở đũa ra. Đổ hết ra, đổ hết trên. Ui dồi. Chảo siêu to khổng lồ. Ui dồi. Nó bắn ra ngoài đấy. Đánh võng đấy bà ơi. Đấy bà. Các bà nghe, hôm nay mà nói nhà em đãi khách, đãi bà thông gia tương lai. Bà lại nghe nói từ bên Malaysia mới về. Hôm nay được tiếp đãi. Em ơi cho cá vào đi em ơi. Để cho ra mơ đã. Đấy. Ôi giời. Đặc sản món cá rô phi. Và thông gia này nghe nói từ bên Việt Kiều về đấy. Mà bên đây làm gì có cá rô phi nhỉ? Bên mình mới có, bên đây mới có rô phi. Về đây đoạn mình bảo là đây, mình bảo cá ngừ nhá. Nhớ là em phải bảo là ăn gì cá này. Em bảo cá ngừ nghe chưa? Ừ, cho vào rồi em ơi. Cho vào rồi. Khiêng cá vào đi. Em ơi, khiêng cá vào. Nhanh lên, khiêng con cá ngừ này vào. Khiêng cả chảo đây, cả chảo nhỏ đây. Úi dồi, bắt đầu nhá. Vai, ấy là nó mà là úp phát gì. Ái chà ơi, cá ngừ. Cá ngừ của mình. Úi dồi. Cá 14 cân của ông đấy. Cá 14 cân đấy. Úi dồi. Bà ấy có bao giờ rắn cá mà lại được nhìn đánh võng không? Ôi giời. Em ơi, anh bảo. Thế anh bảo. Ông rán đi, để tôi đi ra ngoài nên lấy rau đây. Ủa thì ra, cái xe của ai kia đứng lâu rồi mình ơi. Ủa sao đến mày không nói gì nhỉ? Sao bà thông gia đến, nhà mình mà không vào nhỉ? À vào nhà, ui bà thông gia, tương lai của tôi. Chào ông bà nhá. Ôi trời ơi, bà. Em ơi, ra để anh xin phép anh thơm. Anh ra tiếp đón đi để em ngồi rắn cá. Ông bà trồng nhiều rau nhỉ? Chào bà. Tôi có. Chào bà thông gia, cái bà khách sáo quá. Nhưng bà thế nào mà tay gì mà mịn mà thế? Chả bù cho cái tay bà kia là tôi như bà ơi, là cóc ghẻ. Ông nhà bà nên ông lên bà lơi rồi mà dê đấy. Bà rắn cá à? Ôi, bà chơi à? Nào, ôi, chào bà. Ôi cái bà này vui tính ghê. Bà trong nhà đến chơi lại cho cả cóc. Cóc này. Ui toàn quần áo mới. Tên này đỡ về sắm. Anh thử xem cốc này là cốc thật hay là cốc giả nè. Cười đã nguy hiểm lắm đó. Ông gì động ra sao
cóc kiểu gì này ba ơi. Cóc. Cóc. Ông ăn đưa tôi ăn. Ôi cóc. Cóc ăn vào mà nó cứ giật tưng tưng ạ. Ôi cóc. Hôm nay biết bà đến chơi cho nên là tôi phải điện con cá ngừ từ bên Malaysia trở về. Cá này Việt Nam không có đâu. Thế hỏi khí không phải, bà đi từ mấy giờ đấy? Tôi đi từ 5 giờ. Từ khi mà ông ấy đón chào các cụ đến giờ cũng 9 năm rồi đấy nhỉ? Đúng rồi, ông nhớ nhờ. Bà xem có còn món rau cỏ gì cho vào nhìn cho nó cái đĩa cá cho nó đẹp nhá. Để tôi ra vườn lấy. Chúng tôi đẩy cho à. Bà thông ra về chơi năm nay chắc lại có tin vui rồi đấy. Bà thông ra tương lai à. Các cháu giờ nó cùng đi học với nhau, chúng ta cũng nên tán thành. Và trong chuyện của hai đứa nhỏ thì cũng tính chuyện của bà đi. Ôi bà Thông Gia, ai làm gì bà khóc thế hả bà Thông Gia ơi. Ừ rồi, nghèo khổ quá bà. Bà đến thì chả có gì ăn. Có đốc muỗi còn cá. Tôi quan trọng gì đâu. Nghèo khổ lắm. Giờ có tuổi rồi, đi cho nó vui thôi. Ăn uống được bao nhiêu. Nghèo là nghèo thế nào, nhà mình chẳng qua tiền chưa tiêu đến chứ nghèo thế nào. Bà này cứ nản cho tôi xấu hổ cái mặt tôi với cái bà Thông Gia tương lai. Bà mua vài món mai kia bà đi. Cưới bọn nhỏ xong bà cũng về đây ở cùng tôi cho nó vui nhá, cho nó đỡ nhạt mồm nhạt miệng. Tôi đang mở đến để nói với cả ông bà là xong chuyện của bọn nhỏ tôi cũng đón tôi có bạn đón về về dựa nhau sống. Này nhà mình có món cá ngon tiếp đãi khách VIP. Buồn quá. Hôm qua tôi đi đám ma tôi buồn quá bà Thông Gia tương lai ơi. Nghĩ giờ vẫn buồn. Cái ông này đi đám ma lại bảo buồn. Chả buồn đi đám ma không buồn thì vui à. Mà ông đi nó không muốn gặp thật gì à. Đi đám ma lại còn đòi vui nữa. Bà ơi, bà làm cái nghề cắt hoa trang trí này lâu chưa đây? Mai kia bà bảo tôi nhá. Tôi đang học đây. Mai kia cưới bọn nhỏ xong bà đi làm ở đâu và cho tôi đi cùng nhá. Cho ông đi để làm gì? Để tôi học nghề cắm hoa nhá. Tôi nghĩ là ông đi ông chỉ bẻ hoa người ta thôi chứ ông cắm cái lỗi gì. Bà bây giờ á, có mà hoa ba vành
La chết nào. Bà thấy tôi rắn cáo hoành tráng không? Ông rắn khéo quá nhờ. Như này tí nữa chỉ cần bầy xương như nữa. Bầy xương thế thịt để ở đâu? Nó dùng hết rồi còn đâu nữa. Đây nó gọi là rán cá nghệ thuật. Mà cái giống cá ngừ này á là phải rán kiểu nghệ thuật, bà hiểu không? Vừa rán mà đánh võng này. Đây gọi là võng cá. Đây bà ra bà tiếp đón mấy bà, hai bà hộ tôi cái. Để tôi đi xem cái chai rượu của tôi đâu. Thằng em hàng xóm. Hôm nay cái bà thông gia của anh nhá đã lạnh lòng trái tim 9 năm rồi đấy. Chú sang đi. Anh tán thành. Cho chú. Ok. Đấy. Chú sang mà nấu cá và thông gia tương lai. Mai kia cưới các cháu xong ấy, thì tôi bảo bà là xuất giá đi. Mà mình cưới luôn ấy. Chú cũng nên lấy nó cho nó gọn này. Cho bà về gần anh em mình gần nhau. Đó chả. Nhá. Ok, mời chú. Bà thông gia tương lai hôm nay nhìn kháo khỉnh đáo đề. Tôi hỏi khí không phải bà đợt này có ai hay gọi điện là ai? Nhưng con gì ông mà ông hỏi? Tôi có cái chú em hàng xóm dài đéo để đấy. Bà mà gật đầu nhá, xong vụ này cưới bé, tôi đầu tư cho. Trời ơi, tôi thành cái bàn thế này bao giờ đây? Chào bác với hai bà nhá. Ở đây chơi ra, ở đây ăn bà thông gia đó. À quên, ở đây ăn cơm với bà thông gia. Ôi là dịp khác. Ừ, tí nhá, này bảo ăn bà thông gia là nhầm nhọt. Không cảm nhá. Chết luôn. Ừ, ăn bà. Chào bác, hai bà. Anh bảo. Cái bà thông gia này nhá, đang muốn lấy chồng đấy. Nên là chú nhanh chóng nhá. Càng sớm càng tốt nha. Nên luôn nha. Ở về nha. Hết rồi. Đặt cái bát đi. À quên. Ông có ăn nốt cái thìa, tôi đút cái thìa vào cho ông này. Đặt cái lửa đây. Bà ơi, gần 2 giờ chiều đến nơi rồi đấy bà. Tay nghề của bà thông gia tương lai cũng ổn ra phết nhỉ. Ông thử cái chảo im với tôi vậy. Bà kho cá à, bà rán cá tôi thấy, tôi tưởng bà là kho cá. Trời ơi, vậy dùng công lực mới gậy được con cá nên. Cá này hôm nay đẹp mã lao để đấy nhà. Không đặt người thế nào được cá như thế. Nặt bè, nặt bè. Úi dồi ôi. Ôi làng nước ơi. Là làng nước ơi. Con cá. Bà thông gia tương lai của tôi. Giản mà bây giờ còn nguyên bộ hài cốt. Ồ. Cho bộ khung lên nào. Ôi bộ khung. Ôi giời, ôi giời. Bộ khung của bà thông gia. Bà thông gia tương lai có cái bộ khung cũng ok đấy. Thơm quá rồi.
Đến nay gì con mèo hết trông nhờ. Cái đồ quỷ sứ bình quá các bạn. Em đang bảo để chỗ này cho con mèo bà gặm sạch rồi. Bạn được ấy, bạn hết cả khay đi, chúng tôi có ăn đâu. Thế này thì khả năng hỏng. Hôm đi chơi cứ tưởng được làm khách, ai ngờ thì cô xin. Hết cá rồi, ăn hết còn nửa con cá rồi. Ông ăn thả lắm. Mời hai bà vào chúng ta để thưởng thức bữa tiệc hôm nay là cá ngừ rô phi. Mời bà. Tôi nói bà nhá, hôm nay ăn uống xong nhá, thì bà tìm cách nào để lấy lý do bà về đi nhá. Bà bảo là lý do bà về quê ngoại chơi nhá. Đâu làm gì? Để cho bà thông gia tương lai bà cũng về luôn đi, để cho tôi yên tâm. Bà hiểu chưa? Đến nơi rồi khó khăn lắm. Thế ông mời ra đấy nữa. mới bà dùng bữa đi. Hôm nay chả khi bà đi chơi thì gia đình chúng tôi gọi là có cái con cá ngừ đấy, thì mời bà. Đây là mì Ý của sản xuất từ bên Ấn Độ. Thật nhiều phê. Ôi xin mời cả nhà. Bà thì ăn được cái gì nữa. Bà thứ là tôi xí. Ở đây tôi đã đỏ lõa. Chưa? Rồi đang đen, ăn nhiều ớt cho nó đỏ. Mời bà trông ra ăn cá đi. Bà ăn thử cá người đi. Này. Đấy. Bà ăn đi. Thôi ông ăn đi, của tôi thôi hay ăn. Tôi không ăn đồ đũa người khác. Vẽ chuyện. Thảo nào. Thảo nào cái ông kia ông lại xuôi sớm quá. Còn lý do cả. Ăn những con thùng luồng. Tôi bán hết kẹo ấy. Tôi với ông bà hay gì quá mà. Hết thì cho về ông đi cầm xương. Cái quái lạ. Ông nói về cái can rượu nó đâu nhỉ? Tìm mãi chả thấy can rượu.
Bà để tôi chào mì này ngon không? Ngon đấy. Ông chậm tí nữa là chỉ có ăn xương thôi. Rồi ăn cái xương nó mắc ở cổ á. Bà con cá đi. Bà ăn nó đi để tôi dọn. Còn nguyên bộ khung đến này mà bà bảo tôi ăn cá. Bà hay bà cũng biết ăn ra phết nhỉ. Bà ơi. Hai bà. Lâu lắm rồi tôi đi về đây một tí đường. Hai bà biết ăn ra phết. Cháu đi con nhé, tôi đưa bà ra về nhá. Cháu nhé, tôi về đây. Không dám tiến khách. Bà ăn uống ý thức quá. Hai bà ăn uống ý thức quá. Con cá như thế mà để lại cho tôi nguyên bộ khung. Tôi vẫn là cụ trột mà, trụ cột mà. Sao để tôi ăn nguyên bộ khung nha. Ôi ông ăn nhanh lên để đồ ăn lên. Ông bác ạ. Em đi chết rồi. Tình trạng này căng lắm rồi.